Từ đầu năm 2024 đến nay, giá nhà ở chung cư, nhà trong ngõ tại thành phố Hà Nội liên tục tăng, tạo nên cơn sốt giá. Ghi nhận của Lao Động, có những dự án chạm ngưỡng 200 triệu đồng một mét vuông. Theo ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội, việc tăng giá thể hiện sự cung cầu trong thị trường bất động sản. Hiện nay là cái giai đoạn đô thị hóa rất là cao. Cái nhu cầu ở và nhu cầu đầu tư ở các đô thị, đặc biệt là hai đô thị lớn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh rất lớn. Và trong giai đoạn vừa qua thì như chúng ta được biết rồi thì các cái dự án của chúng ta đang dừng lại rất là nhiều. Đấy, nó mắc về kể cả đấu thầu đấu giá, đấy, mắc về cả cái việc giao các chủ đầu tư, mắc cái kể cả là cái việc mà không có đất ở mà đất nông nghiệp chuyển sang làm đô thị cũng là đang mắc về mặt luật. Chính vì lẽ đó mà trong giai đoạn vừa qua chính phủ cũng như là các bộ các ngành đang có thể là quyết liệt ra những cái giải pháp quyết liệt để tháo gỡ cái việc này. Tuy nhiên thì cái độ trễ của các chính sách nó đi chậm lại nhưng không thể như mong muốn. Cho nên chính vì lẽ đó mà nó rất khan hàng. Đấy, từ cái nguyên nhân chính là do không có ra nhiều hàng, cung không có cho nên cầu chắc chắn nó sẽ tăng giá. Nó theo quy luật thị trường mà. Cũng theo ông Điệp, thị trường bất động sản thời gian tới sẽ có nhiều biến động do nguồn cung chưa được cải thiện. Vì vậy, cần có chính sách, nguồn lực để điều tiết thị trường này. Thị trường bất động sản nó có hai vấn đề rất là quan trọng. Một là cơ chế chính sách, hai là nguồn lực. Thế thì bây giờ cơ chế chính sách chúng ta đã có cái luật chúng ta đang tháo gỡ rồi. Thế còn cái nguồn lực thì hiện nay là ngoài cái tín dụng và cái quỹ ra thì chúng ta phải mở thêm một cái kênh nữa, có nghĩa là các doanh nghiệp được huy động mọi nguồn lực. Nhưng mà chúng ta phải tạo được cơ chế chính sách có động lực để huy động. Thì tôi nghĩ rằng là trong tương lai chúng ta mới tháo gỡ được cái việc mà nó tiếp tục tăng. Thế còn nếu như chúng ta không tháo gỡ về mặt vĩ mô thì chắc chắn là rất khó. Thời điểm hiện nay, nhiều nhà đầu tư thứ cấp, người dân có nhu cầu mua nhà cần cân nhắc về phân khúc sản phẩm để tránh trường hợp vượt mức tài chính.